Hôm qua mình lọc dừa gửi cho khách á thì gặp trái dừa này nè, cho nên mình giữ lại để bữa nay quay cho mọi người xem nè. Mình nhìn sơ ngang thì không có thấy gì đúng không? Nhưng mà mọi người nhìn kỹ một chút đi là mọi người sẽ thấy liền hả? Cái trái dừa này nè mọi người, nó có một cái lằn nứt ở trên gáo dừa đó, mọi người có thấy chưa? Dừa bị nứt như thế này á thì ở chỗ mình người ta gọi là dừa chăn ăn nha. Còn ở chỗ các bạn á người ta sẽ gọi là dừa gì? Dấu hiệu mà để nhận biết được dừa chăn ăn khi mà mình lựa dừa sáo đó các bạn, thì cái trái dừa thường nó rất là nhẹ nha mọi người. Và mình lắc á thì nó không có nghe tiếng nước gì hết trơn luôn. Như cái trái dừa này nè, mình cân nó là 800g ha. Nhưng mà cái trái dừa này nè, khi mình nhìn vô thì cái gáo nó rất là to nha. Nhìn tổng thể thì trái nó lớn á, nhưng mà khi cân thì nó lại nhẹ nè. Cho nên là trong lúc mà mình lựa dừa sáp á, mà mình cầm những trái mà nhẹ như thế này nè, thì cái phần vỏ dừa mình nên lột xác gáo luôn để kiểm tra kỹ coi là nó có bị chăn ăn hay là không. Như trái dừa mình đang cầm nè, nó có một lằn nứt rất là dài trên gáo dừa nha. Và khi mình búng vào gáo dừa thì âm thanh lại rất là trong. Đợt trước mình cũng có làm một cái clip về dừa chăn ăn á, cái có bạn vô bình luận là có phải con chăn nó bò vô cho nên là trái dừa nó bị hư như vậy không, thì cái đó là không phải nha. Theo như mình tìm hiểu thì chăn ăn là một hiện tượng thiếu dinh dưỡng cục bộ trong quá trình nuôi trái. Nguyên nhân có thể là do vi nấm hoặc là do côn trùng, hoặc là do nhiều nguyên nhân khác nữa đã làm tổn thương tế bào thân cây dừa, hay người ta còn gọi là đứt đường dẫn nước thân. Cho nên là những trái dừa mà bị chăn ăn á thì cơm dừa rất là sần sùi nha, và nó không có nước luôn. Nếu mà còn nước á thì nước rất là ngọt luôn, nhưng mà cái cơm dừa của mình á nó sần sùi và ăn không có ngon như cái clip lần trước mình làm đó. Nếu các bạn có nhu cầu mua dừa sáp á thì có thể liên hệ mình nha.